thứ tư tuần chính thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có ít người phái sa đốc đến cùng Chúa Giêsu. Phái này không tin có sự sống lại và hỏi người rằng: Thưa thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ quá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ quá và cũng chết không con. Và người thứ ba cũng vậy. Và cả 7 người không ai có con. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả 7 anh em đã cưới người đó làm vợ. Chúa Giêsu trả lời: Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa. Như vậy, các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Gia-cốp. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc. Suy niệm: Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Sự sống viên mãn vượt qua mọi giới hạn, kể cả biên giới của sự chết. Những thăng trầm trong đời sống gia đình là điều không lạ. Nhưng Thiên Chúa không ngừng phục sinh gia đình nếu những thành viên trong gia đình biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện không phải để Thiên Chúa thay đổi kế hoạch của người, nhưng để thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống và gia tăng niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ trước những khó khăn và thử thách trong đời sống của gia đình chúng con.